chém không chết luôn. nhìn mà cái con đầu đất này thì buồn cười nhỉ. Ôi thế có kiếm gì để kiếm số nhân hả má? Cái gì đây? Toàn là cái gì đây? Trời ơi, sao kiếm nó đẹp vậy? Cái vòng tròn, cái phạm vi ảnh hưởng nó to lắm ấy. 10.000 máu, 10.000 đam anh em ơi. 10.000 đam kìa. Ôi nhìn này. Nó loạn vai trưởng ra, thề luôn đấy. Mình không hiểu sao mấy bố khứa này nó vẫn trời cố chúng nó chơi được chứ mình nhìn trời hiểu cái mẹ này. Trời ơi. Nhiều skill quá. Mỗi loại vũ khí mới thì nó lại có một cái skill đặc biệt đấy. Ui cái gì bắn đấy. À thằng này rồi. Cửa khẩu Python. Ui rồi ngon. Để cái gần chiến đấy anh em. Không làm mà đào gan này. Mình đứng ra cận chiến nó luôn đấy. Trời ơi. Ôi con N đây rồi. N. Ui giời ơi đây rồi. Cuối cùng đến nút đời chúng ta có một loại vũ khí. Đấy. Có cái gì không? TMP bắt quỷ này. Thôi được rồi, bộ này tạm được anh em ạ. Đây N ra được khẩu này nghe chừng là cũng có thể chơi rồi. Ui đấy. Khẩu súng. Ôi đây. Siêu chiến binh em ơi. Trốn. Đây mình có cả bồ cào này. Ui giời ơi, một ngày bình thường của Truy Kích Trung Quốc em. Ôi giời ơi, nó lag không thể tưởng tượng được. Nó lắm không chơi này khổ này. Đây có khổ này anh em ơi. Đấy, già. Lại được trải nghiệm ngay, được chưa? Đấy. Python lửa chùa. Thôi mình phải đi theo với chúng nó anh em ạ. Thôi mình dễ yếu lắm. Có đốt E này. Bầm. Ngon, mong là mình đổi được ba lô này luôn anh em ơi. Đổi được ba lô này thì tí sẽ có cái mà chơi. Ôi mạnh chưa mà Python Free Fire nó phải. Ôi bắn đam to vãi cả trời luôn. À bắn mình đã ra. Mày chém quỷ kìa. Oh my god. Thôi mình đợi hồi E đi. Cái nút em anh em đam to lắm. Sát thương siêu lớn luôn. Có cận chiến này. Lát quá không chơi nổi cái thằng. Cái thằng kia thế. Ui dồi ôi chết đấy. Ui nổ kìa. Ui nổ mấy nghìn máu một viên anh em ạ. 6.000 máu, 7.000 máu, 8.000 máu kìa. Tất cả build sau là nó sẽ có một cái vòng tròn lửa này nữa này. Cái vòng này thì nó, mình nhìn không nhầm thì nó sẽ gây sát thương em ạ. Và làm choáng thì phải. Cái vòng tròn đấy, cái phạm vi của nó ảnh hưởng rộng lắm. Ui, đã ha. Một khổ lùng là đủ anh em ấy. Python thì vẫn luôn là chùm. Ui dồi ôi, cái khẩu gì mà bắn 30 mấy kill rồi kìa. Đây có E anh em, có E này. Lag quá, không bắn được. Nó xuống chơi mà, nó bị lag quá. Đây mình có E rồi, Mấy nghìn máu nữa. Gần chục nghìn máu một viên ạ. Một viên chết luôn thôi. Trời ơi, lag. Ủa, hết đạn à? À hết E. Úi dồi, bình tĩnh bạn ơi. Đâu, con siêu bụng man này. Ui, chết queo luôn. Nhìn khổ thân mấy con zombie thế này đùa. Đuổi không sao được. Đuổi đấy. Vào đấy. Giết đấy này, trời ơi, bắn kìa. Mình không mất đạn mà. Mình cứ xấy thôi. Ôi. Còn đây mình cảm giác bắn không cần phải trúng đâu kìa. Này, nó tự... kiểu trong phạm vi là trúng ấy, cứ trong phạm vi trước mặt là chắc chắn trúng ấy em ạ. Ôi 11 12 kêu rồi. Đã kìa. Để xem mấy đạn này. Tôi bị để dành mấy viên đạn này em. Đang được có cái này đây. Bố cạo. Asaki. Cào mặt chúng nó. Zombie quá. Đủ có loại zombie trên đời mà vẫn không thể nào mà động vào người được. Đấy. Cứ để dành tí đạn được. Ôi đam kìa. Ui giời ơi. Game gì 10.000 9.000 mấy kìa mà gần 10.000. Này bắn tự trúng này. Vãi cả build thật. Sát thương to vãi cả đấy. Thắng luôn rồi. Ui. Ui Ôi giời ơi, hợp lý em ơi. Mình đổi ba lô được cái của Python Free Fire rồi. Mà đã thật sự. Rồi thì kiếm khẩu súng chính rất là đẹp này. Anh em đừng quên lên cho mình một like nhá. Lag thì anh em thì tình trạng chung rồi, cũng không tránh được đâu. Nhưng mà nay đỏ cái là được cầm khẩu này thì... Ui lại siêu chiến binh này. Ngon. Ủa bắn để bắn thường này. Bắn thường cũng chết anh em ạ. Nào đâu hết rồi. Ui dối đâm. Phạm vi nó còn diện rộng cơ. Cái này cứ spam em, cứ spam cho trái là được. Con này giảm sát thương này. Ui, em nhìn thấy máu bắn nó. Bình thường mình bắn 600-700 máu anh em, nhưng mà bắn con này mất có 200 máu này. Chết queo luôn. Rồi, cứ một viên là đi anh em ạ, vãi cả đái. Đấy, nhìn cái vòng tròn này. Cái vòng tròn cái phạm vi ảnh hưởng nó to lắm ấy, 10.000 máu, 10.000 đam anh em ơi. 10.000 đam kìa. Lạc quá. Đấy, thấy không? Đó con này là 800 máu là một viên đạn, nhưng mà anh em cứ phải nhân 3 lên nhé. Vì là viên một lần bắn nó ra 3 viên ấy. Mày lát đâu chịu được. Khẩu trong tre thuần nở đi anh em. Đây rồi. Được khẩu này được. Uầy, hợp lý anh em ơi, chúng ta lại trở lại với khẩu súng viên Mind Stone đấy, lục vô cực. Ôi đừng có bắn nữa. Đừng có bắn cái viên đấy nữa, tôi xê chúng mày đây. Ôi dồi, nó lag kìa. Lag không chịu nổi luôn đấy. Khẩu này cũng ngon, khẩu này đợt đầu nó mới ra ấy. Tức là anh em có thể là thay đạn liên tục được ấy. Nó còn kinh hơn nhiều. Giờ đỡ rồi. Giờ anh em phải thay đạn như này này. Chứ trước là anh em có thể sấy từ đầu trận đến cuối trận luôn mà. À không. Đây có nút E này. Nút E là tạo ra khiên anh em. Giống như kiểu mà khiên zombie tạm thời ấy. Mấy thằng chó kìa nó bật cái kia nó lag quá. So nhưng mà để mà so với cái khẩu súng Python kia thì mấy cũng không khoan thua gì. Chỉ rau dưa thôi kìa. Này, bắt đầu bắn có 100 máu à. Để mình xem giảm đồ họa xuống nó có bị không em. giảm đồ họa về mức 0 em ơi. Giảm đồ họa về cái mức thấp nhất thì nó không bị lag nữa rồi. Nhưng mà anh em sẽ chả nhìn thấy con què gì cả. Ok được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc đua. Khi mà lần này anh em sẽ đổi gió với quả lục vô cực với viên Mind Stone. Em nhớ là Vision không? Vision cũng có một cái viên Mind Stone đấy. Đấy, thì khẩu súng này nó có cái viên đó. Em sẽ có khả năng bắn tia laser giống như ở Vision luôn. Nhưng rất tiếc là anh em sẽ không nhìn thấy gì vì mình giảm đồ họa tối thiểu rồi. Chứ không nó lag lắm. Nó siêu lag luôn đấy. Úi rồi, sấy đây. Bắn cũng khá ngon. Anh em còn nhớ cái đợt đầu khi mà nó mới ra mắt ấy. Lúc đấy mình được người anh trai Trung Quốc cho mượn á. Thì mình có thể sấy từ đầu trận đến cuối trận đấy. Rất ngon, rất bá luôn. Nhưng mà giờ thì đỡ rồi. Giờ thì khẩu này bị nép thảm luôn đấy. Vấn đề bây giờ tầm này chả ai chơi nữa.